Xin chào mọi người, còn vài ngày nữa là Trung Thu rồi. Trung Thu năm nay thì hơi đặc biệt, sẽ có nhiều người không được đoàn viên cùng với gia đình, nhâm nhi tách trà và cùng nhau hàn huyên tâm sự. Vậy thì cùng mình làm vài cái bánh Trung Thu, rồi vừa nhâm nhi vừa cái phim ngôn tình nhé. Mình dùng ở đây 200g đậu xanh đã cà vỏ, đem đi rửa thật sạch. Nếu không có đậu cà vỏ, mọi người rửa sau đó ngâm đậu như bình thường rồi tự chà vỏ ra nha. Rửa xong thì mình sẽ thay nước sạch và ngâm đậu trong 30 phút. Sau khi ngâm xong thì mình sẽ đem đi cân, xem 200g đậu khô thì ngâm ra được bao nhiêu gam. Được 354g nha mọi người. Mình sẽ cho đậu vào nồi. Thêm vào gần 3 chén nước lọc và nấu nhừ đậu. Nấu đậu trên lửa vừa nha. Mình cho vào một muỗng cà phê muối cho nhân nó đậm đà và đậm hơn. Vớt bọt thường xuyên. Mọi người nhớ đừng đậy nắp nồi nha. Nếu có đậy thì nhớ canh không nước đậu sẽ trào ra bếp. Khi mà đậu nấu được tầm 15 đến 20 phút thì mọi người sử dụng cái muỗng ấn vào đậu. Nếu đậu nát ra là ok. Cho đậu vào máy xay sinh tố, cho luôn cái nước đậu còn lại trong nồi vào và xay mịn đậu nha mọi người. Ai có máy xay đa năng thì không cần phải thêm nước vì sẽ rút ngắn được thời gian xay nhân một xíu. Xay mịn đậu rồi thì mình sẽ cho qua cái rây và rây lại nha. Đậu của mình đã mịn rồi thì mình sẽ đem đi xên trên lửa vừa. Mình sẽ cho 80ml dầu ăn vào, chia làm 2 lần. Khuấy thật đều cho dầu ăn được tiệp vào đậu. Cho tiếp phần dầu ăn còn lại vào và khuấy đều nha. Sau khi dầu ăn đã tiệp vào đậu rồi thì mình sẽ cho 180g đường vào. Đường thì mình sẽ chia làm 3 lần. Có nhiều người cho dầu vào sau cùng khi mà nhân đậu đã khô. Nói chung mọi người muốn cho trước hay sau cũng được nha. Sau khi nhân hơi sệt rồi thì mình sẽ cho thêm 25g bột bắp. Rây từng chút một và khuấy đều nha mọi người. Nếu mà cho vào một lúc thì rất là dễ bị ốc trâu. Quá trình xên nhân sẽ mất tầm 1 tiếng á, nên là mọi người chuẩn bị tinh thần nha. Xên đến khi mà nhân sệt lại, mọi người cho lửa nhỏ xuống, tránh việc nhân bị dính đáy nha. Xên đến khi mà nhân đậu không bị dính chảo, xếp chồng lên nhau không bị chảy xệ xuống là được rồi. Khuôn mình dùng là khuôn 150g. Trứng muối của mình thì nặng tầm 15g, nên nhân đậu mình sẽ chia 60g, phần bột thì sẽ dùng 75g nha. Nếu mà thích ăn bột nhiều á, thì mọi người tăng bột lên và bớt phần nhân lại, và ngược lại nha. Xê xích nhau 1-2 gram thì không có sao. Chi nhân xong thì mình sẽ viên tròn lại. Nhân đậu của mình thì xên rất là chuẩn, nên khi mình viên thì rất là dễ, không hề bị dính tay hay là khó viên.
200g đậu ngâm ra thì mình sẽ viên được tầm 5 viên 60g và một viên nhỏ tầm gần 30g nữa. Mình vẫn còn tầm 3 viên 60g nữa để dành nha. Dùng ngón tay ấn vào viên nhân tạo ra một cái lỗ tròn rồi mình sẽ cho một trái trứng muối vào đây. Đây là trứng vịt muối mà mình tự làm. Mình cũng có video chia sẻ cách làm trứng gà muối tầm 7 đến 15 ngày là có ăn rồi. Mình sẽ để ở phần mô tả nha. Trứng vịt muối này thì mình làm có 8 ngày thôi. Để càng lâu thì màu càng đẹp và trứng càng cứng hơn. Mình dùng 70g bột gạo, 70g bột nếp, 40g bột bắp, 130g đường. Nếu muốn bánh để được lâu hơn hoặc là ăn ngọt thì mọi người dùng 180g nha. 150g thì mình thấy cũng khá là ngọt rồi. Thêm vào 260ml sữa tươi không đường hoặc là nước lọc cũng được nha. Nhưng dùng sữa thì bánh sẽ được thơm ngon hơn. Lượng sữa cũng tùy thuộc vào loại bột mọi người xài nữa, có thể chênh nhau một chút. Mình sẽ cho hỗn hợp bột này qua rây cho nó mịn. Sau đó thì mình sẽ cho 25ml dầu ăn vào để vỏ bánh không bị dính và sẽ mướt hơn. Khuấy đều lên và cho bột nghỉ tầm 20 đến 25 phút nha. Sau đó thì mình sẽ phết dầu vào khuôn. Lọc qua rây thêm một lần nữa cho bột được mịn hơn. Mọi người có thể lọc một lần sau khi bột nghỉ xong cũng được. Dùng đồ bọc kính khay bột lại, tránh việc hơi nước nhiễu xuống sẽ làm bột của mình không được ngon nha. Mình hấp tầm 20 phút là chính. Thời gian hấp bột tùy thuộc vào lượng bột mà mọi người cho vào nữa nha. Ở khay này thì mình sẽ dùng hơn một nửa số bột thôi, chừa lại một ít để pha thêm màu củ dền cho đẹp. Mình sử dụng một chút củ dền mài ra để lấy nước cốt. Mọi người không cần pha thêm nước vào vì củ dền mọng nước rất là dễ lấy luôn. Dùng một cái rây nhỏ cho củ dền vào, rồi sau đó mình sẽ dùng cái muỗng nhỏ ấn nhẹ là có nước cốt. Màu rất là đẹp luôn mọi người ơi. Phần bột còn lại thì mình sẽ lọc qua rây cho mịn. Sau đó cho từ từ màu củ dền vào và khuấy đều nha. Cho từ từ thì dễ điều chỉnh màu hơn. Nhưng mình thấy dùng hết 2 muỗng canh này thì ok rồi. Lọc qua rây thêm một lần nữa và đem đi hấp. Mình cũng hấp tầm 20 đến 25 phút nha. Nhưng hấp thì màu không còn đẹp và tươi đâu. Mọi người có lò vi sóng thì bỏ lò vi sóng 2 lần. Mỗi lần tầm hơn 1 phút thì sẽ giữ được màu hồng tươi nha. Phần bột đầu tiên này của mình đã chín rồi. Mình sẽ lấy ra và đợi nguội xíu rồi nhồi.
Mình đã bôi dầu lên tay để bột không bị dính, nhưng có vẻ không cần thiết đâu mọi người, vì bột không hề dính lên tay chút nào luôn. Mọi người nhớ dùng bao tay nha, dùng tay không dễ hư bánh và bị dính á. Nhào cho bột thật mịn và mềm là ok. Sau khi nhào bột và xên nhân xong thì mình bị nhức tay cả ngày luôn. Mọi người chuẩn bị tinh thần nha. Bột mềm mịn rồi thì mình sẽ bọc lại và để qua một bên. Sau đó là nhào luôn cái bột màu củ dền. Đây là bột màu củ dền của mình. Mọi người nhìn không nhầm đâu nha. Do hấp lâu nên là đã mất màu rồi. Nhưng mà cái màu này cũng đẹp và lạ lắm. Mình sẽ chia mỗi cục bột tầm 75 gram. Bột trắng dư thì mình sẽ thêm bột củ dền vào. Hai màu này kết hợp cũng rất là đẹp. Mọi người không nên phối màu nhiều trên một bánh, nhìn sẽ rất là rối mắt nha. Mình sẽ dùng một tấm màng bọc thực phẩm đặt lên bột, sau đó sẽ cán bột ra. Mình sẽ không cán quá mỏng, cán vừa đủ là ok. Để mặt xấu vào bên trong nha. Sau đó mình sẽ cho viên nhân vào giữa và viên thành một viên tròn đều. Chia sẻ với các bạn chưa biết lắp khuôn, cách lắp khuôn nha. Mình sẽ áo một lớp bột nếp vào khuôn cho đỡ dính. Sau khi áo xong thì mình nhớ ra là khuôn của mình là khuôn chống dính, nên lỡ cái này thôi, cái sau mình sẽ không áo bột nữa. Cho cục bột vào khuôn và ấn nhẹ cho bột vào nếp. Chút nữa thì ấn khuôn bột sẽ nét hơn nha. Loại bột nếp mình xài là bột nếp đã rang chín. Mọi người rang đến khi mà bột thơm, nếm thấy không còn vị sống nữa là ok. Ấn giữ khuôn tầm 5 tới 10 giây và từ từ nhả khuôn ra. Thế là mình đã có một bông hoa sen sắc nét rồi nè mọi người. Cái này thì mình sẽ phối màu với nhau nha. Xoắn xoắn vài đường cho bột hòa vào nhau. Rồi cán dẹt ra, sau đó cho nhân vào và tiếp tục viên tròn.
Lần này thì mình ẩn hơi nhẹ tay nên không được sắc nét lắm, nhưng vẫn rất là đẹp. Lại thêm một em hoa sen phối màu nữa nè mọi người, đẹp ghê luôn á. Sau gần một ngày xà quần với mấy em nó thì mình đã được thưởng thức rồi đây, nhâm nhi một ít trà và sữa mấy em nó thôi. Mời mọi người nha. Mình cắt một em bánh ra cho mọi người coi nha. Nhìn ngon chưa nè, tuy trứng không còn tròn trịa nữa nhưng mà rất ngon nha. Ăn rất là ngon, nhưng ngọt đầm và vừa phải, vỏ dẻo ngon. Video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha. Nếu quý mến kênh thì tặng cho mình một đăng ký, một like, chia sẻ và bình luận. Chào mọi người.